Và giờ hiệp sĩ Nexo. Ôi trời, hãy thử lại lần nữa xem nào. Này S, sao cậu lại luôn mặc áo giáp vậy? Tớ thích cảm giác luôn sẵn sàng. Sẵn sàng gì? Sẵn sàng ăn tối. Không gì bằng một buổi tối ngon lành đã sẵn sàng đá đít một vài con quái vật nhỉ? Phải vậy không S? Ừ thì cậu ta vẫn đang còn lớn mà. Ha ha ha. Nên nhớ hãy để bàn tay và cánh tay cậu ta tránh xa cái miệng cậu ấy. Lính mới à? Cậu ta không giống một con robot giúp việc tí nào. Đã đến lúc đầu bếp thuê thêm vài người phụ bếp, tức bật cùng với ba quản gia cho một hiệp sĩ đúng là tra tấn. Tớ chưa thấy cả đó bao giờ, nhưng hắn trông quen quen giống như quái vật. Hả? Như vậy thật là thô lỗ. Là cho cái tội dám phá hỏng sự ngon miệng của ta. Những lúc này tôi chỉ ước mình đã chọn những vũ khí nhỏ bé hơn. S, giúp tôi một chút được không? Đợi một giây. Hãy chuẩn bị quét năng lượng Nexo. Chúng đông quá. À, bữa tối của mình. Mờ lóc Nexo này. Năng lượng Nexo. Búa tạ hoạt động. Thật tuyệt vời. Ôi cái cảm giác này. Ta sẽ nướng chín các ngươi. Ta thì thích tái chín thôi đấy. Cảm ơn vì sự giúp đỡ nha anh chàng to xác. Đừng bao giờ, không bao giờ tấn công khi ta đang ăn tối. Hả? Chạy thôi. Bếp trưởng ơi, nó ngon quá. Ông thật hết sảy. Đối với một số người, hành trình của một anh hùng là thông qua dạ dày đấy. Wait for dessert.